Ngày 11 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Định khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 19 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, quyết định mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét cho ý kiến quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Định khóa 19 đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,63%, xây dựng tăng 13,6%, tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công nằm trong top đầu của tỉnh, giải phóng mặt bằng đứng thứ 6 toàn tỉnh, giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện kịp thời hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã thu hút 9 dự án với tổng mức đầu tư 2.738,1 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng. Tỷ lệ giải quyết việc làm mới tăng 26,2% so với cùng kỳ. Thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào công giáo sinh sống trên sông. Tại kỳ họp, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến thảo luận để Hội đồng Nhân dân huyện xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Trong đó mục tiêu trong quý 3 năm 2024, huyện Yên Định phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện hoàn thành hồ sơ gửi tỉnh và trung ương xem xét thẩm định.